Cận cảnh phòng thi đặc biệt tại nơi có thí sinh là F0 ở thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 8 tháng 7, thí sinh bước vào bài thi tổ hợp. Các em sẽ chọn dự thi tổ hợp khoa học xã hội hoặc khoa học tự nhiên. Trước đó, sau khi ghi nhận một thí sinh dương tính với SARS-CoV-2 sau giờ thi môn ngữ văn sáng ngày 7 tháng 7, điểm thi Trung học phổ thông Lê Quý Đôn vẫn hoạt động bình thường. 23 thí sinh chung phòng với em F0 sau giờ thi môn toán vào chiều ngày 7 tháng 7 được giữ lại trường, và đêm ngày 7 tháng 7 các em được bố trí nghỉ ngơi tại một khách sạn lân cận. Sáng nay 23 thí sinh được trở lại điểm thi để hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. 23 thí sinh chung phòng với em F0 được chia đôi thành hai phòng thi. Các em được gia đình tiếp tế quần áo, sách vở và vật dụng cá nhân ngay trong đêm ngày 7 tháng 7. Đại diện Ủy ban Nhân dân quận 3, thầy cô ở điểm thi đã làm công tác tinh thần, động viên và tạo các điều kiện tốt nhất để các em yên tâm dự thi những môn cuối cùng. Thầy Đỗ Đình Đảo, trưởng điểm thi Trung học phổ thông Lê Quý Đôn cho hay, hôm qua 23 thí sinh này đều dự thi môn văn và toán, nhưng đến sáng nay thì có em làm bài thi khoa học tự nhiên, có em làm bài thi khoa học xã hội. Do đó, việc bố trí phòng thi, phát đề, thu bài rồi xếp bài thi về đúng số phòng thi mà các em đã đăng ký là một khó khăn đối với cán bộ và giám thị. Điểm thi dùng các phòng dự bị để làm phòng thi cho các thí sinh chung phòng với các em F0. Phòng thi có thí sinh F0 được phun khử khuẩn và niêm phong kỹ càng. Về thí sinh F0 được phát hiện sau giờ thi ngữ văn hôm qua, em sẽ được đặt cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Nếu có nhu cầu lấy điểm thi xét nghiệm đại học, em sẽ được chuyển qua thi đợt 2. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.